Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Stupid. Hôm nay chúng ta sẽ bàn một chút về đối thủ của Zoro ở đảo Quỷ nhé. Giả thuyết của mình là Zoro sẽ đấu với Jack hạn hán, một trong ba thảm họa, trợ thủ đắc lực của Kaido. Giả thuyết này đã quanh quẩn đâu đó trong đầu mình từ lúc Jack được giới thiệu là cánh tay phải của Kaido. Theo như các chương truyện trước, chúng ta có thể thấy sức mạnh của Jack cực kỳ khủng khiếp. Hắn đã tấn công một đô đốc cùng với thủy sư đô đốc hải quân và đã có thể đánh chìm một con tàu của họ. Qua đó chúng ta có thể hình dung phần nào về sức mạnh của Jack, nhưng Oda còn tiết lộ mức tiền truy nã của Jack là 1 tỷ berry, con số không hề nhỏ cho tới thời điểm hiện tại. Theo quan điểm của mình, Zoro sau khi trở lại sau 2 năm luyện tập mới chỉ gặp các đối thủ yếu hơn mình, ví dụ như Hyojo từ Bảo Người Cá, Monet ở Panghaza, cho tới kẻ có giọng nói gây hài là Pika ở Dressrosa. Những đối thủ này chưa thể khiến Zoro phải vượt qua giới hạn của mình, giống như các trận chiến với Kaku, cựu thành viên CP9 hay Mr. One ở Alabasta. Trước thời gian 2 năm luyện tập, các đối thủ dường như đều ở phía trên so với Zoro. Và để đánh bại được họ, Zoro đã phải thức tỉnh được một điều gì đó. Lần thứ nhất đó là lời thề dạy, còn lần thứ hai là khí tức của Asura, thần chiến tranh. Từ 2 năm luyện tập cho tới hiện tại, các đối thủ đều có thể coi là ở phía dưới. Nhiều người cũng đã đề cập rằng họ muốn Zoro đối đầu với một đối thủ sừng sỏ để kiểm tra giới hạn của anh ta. Và mình nghĩ ở phần chuyện với Wano thì Jack sẽ rất phù hợp. Jack hạn hán sở hữu thể chất vô cùng khỏe mạnh, vượt trội hơn hầu hết các hải tặc khác nếu phải đọ sức khỏe đơn thuần với hắn. Ngoài ra hắn cũng sở hữu trái cây ác quỷ hệ doan cổ đại dạng voi, cho phép hắn có thể biến thành một con voi mammoth khổng lồ. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ khả năng này thì hãy cùng mình xem lại những điểm báo trước về trận chiến giữa Zoro và Jack đã được Oda tiết lộ qua các chương trước nhé. Dưới đây là bức ảnh ở chương 401. Mình thực sự có chút giật mình khi nhìn lại điều này. Chúng ta thấy một con voi mammoth khổng lồ đang đuổi theo nhóm mũ rơm. Luffy chạy đầu tiên, cậu ta đang cười và chỉ tay về phía Zoro, người đang vuốt kiếm chuẩn bị đấu lại con voi đó. Dường như Luffy sẽ để con voi đó lại cho Zoro xử lý. Tác giả Oda rất thích đưa các điểm báo trước vào các chương truyện, điển hình là điểm báo trước về cái chết của Ace. Mình nghĩ giả thiết này cũng có khả năng thành sự thực rất lớn. Các hình ảnh dưới đây sẽ củng cố thêm một chút cho giả thuyết này. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy cùng trao đổi và thảo luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo. Nhưng trước khi rời đi, hãy cùng xem lại các hình ảnh ấn tượng về Zoro và Jack nhé!